Chào các bạn, hôm nay mình sẽ đi chơi với bạn của mình trong cái khu landmark này. Bây giờ mình vô đây mình quất tô bún bò cái nè. Anh đâu biết đâu? Không biết bún bò. Có bánh bò chén nữa kìa. Lấy phần bánh bò chén đi. Bánh bò chén này là một phần này là mấy chén hay là sẽ S thì bốn chén à. sẽ S thôi một lấy phần bánh bèo, một phần bánh bột lọc đi sẽ S hết. Anh nhìn lấy chị nè, tái nạm với bắp ít không hành thịt cuốn ở lên cái ví dạ luôn cho nó lại có cái này không? Dạ dạ có, lấy chị một thước đi. Trời ơi, bún bò phải ăn với sa tế. Chỉ có ớt tươi là không ăn thôi. Anh quay cái gì mà cái mặt anh không vậy? Phải quay ngược lại tôi uống bò chứ. Trời ơi, không lộn đâu. Không có lộn đâu. Ok, đây là tô bún bò của mình này. Nhìn hấp dẫn quá. Vắt miếng chanh vô. Anh biết là em không thích chanh mà. Tô bún bò của mình có gì? Đó, có thịt bò, nạc. Có đang quay không vậy? Có. Đây là giò heo. Có một miếng chả gì đó. Không biết nữa. Nhìn hấp dẫn quá ha. Giá rất là landmark luôn. Em có thêm đĩa nữa nè. Đĩa nữa nè. Trụng à, nó trụng. Quên cái trụng này mà. Ờ, ai biết được. Em kêu là thêm cái này chứ mà là thêm. Nè. Cho em miếng rau chuối vào. Mình gọi thêm một phần bánh bột lọc nữa. Bên kia là bánh bèo chén. Quá chất lượng luôn. Mình sợ là giống như con mắt con cái bụng mà. Hơi nhiều đúng không? Quá nhiều. Em nói rồi mà. Quá nhiều không tin. Nó sao những cái tô này bé tí anh lùa tí xíu hết. Ăn thử các bạn ơi. Ngon quá. Được á. Ăn được á. Ngon được, được các bạn ơi, được ngon ngon cái này mình công nhận nha, bún bò đây ngon nha, này cũng ngon nha, vừa mới dứt thử phát cái là ngon liền, cái nào bánh bèo hả? Ok, quá ngon luôn. Phim 6 giờ chiếu chắc phải 6 giờ 15 mới chiếu. Em thử cái bánh bèo đấy nha. Ok, em không ăn, em cứ bỏ đây anh. Ăn quá hết. Cái mắm nào ngon? Mắm cay không? Không cay. Ok các bạn, đây là chén bánh bèo của mình. Bánh bèo chén. Cho 2 miếng nước mắm vô. Bánh bèo ngon nha, tươi, nó mềm, nó không có kiểu chắc như là cái bánh bèo ngoài. Đúng rồi, chắc là giống như là để ngoài gió lâu rồi, nó khô. Cái bánh này là giống như là mới hấp xong á, rất là dẻo. Mập. Ủa, nói rồi á. It really. Ăn xong cái tối thôi luôn. Cái quán này là anh chỉ chấm có 7 điểm thôi. Đấy là em thì cũng không có gì đặc biệt. Đáng lẽ là phải cho 8 điểm. Ok, nhưng mà thịt nó cũ. Trừ. Ê, chỗ kia có cái chỗ cầu thang đi xuống kìa. Cầu thang máy đi xuống đi vào trong luôn. Ủa, dạ, mình... em ở dưới hả? Ừ, anh nhớ là như vậy. Chứ giờ mình đi đường vòng. Là phim này nó đâu có nằm trên lầu đâu. Đúng không? À, như vậy. Em ở đâu? Camera.
cho mình cái 360. B1 là dưới. B1 là basement. Ở dưới. Không, cái này là đi ở bên trong á. Chắc luôn. Sao lạc được? Never lạc. Never lạc. Ma vậy trời. Ma gì? Là cái câu đó là như vậy, ma là có ma luôn. À. Ghê. À. Đi online rồi, cái gì em kêu là mày đã bị quỷ ám. Ấy. Ủa gì vậy? Khóa cửa hả? Ủa không có chuyện ở bên này nè. Đấy, đúng, đúng. Đúng, đúng, đúng. Con mùi bắp phát ra từ đâu? Hết mùi bắp ngay gần được. Nhớ đâu đây nè. CGP. Không, lẹ không, lẹ không, lẹ không. Lẹ không, đi đường. Đi đi đường vòng là còn muộn hơn á. Ờ, vô luôn. Sợ vậy, em sợ chứ gì. Phim này thì với anh thì nó không có đáng sợ lắm. Phim này là kiểu tâm lý tội phạm. Phim ma là nó kiểu jump scare, là không coi đâu. Tại vì không ai ai cái bóc bóc gì ờ không có ra hay xui gì đi lên cầu thang này hả hay là đâu lên lên đây luôn thì cũng được mà nhưng mà ờ ra đây không? Mưa không ta gió 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 đi cẩn thận cái sàn này nó lõm lõm nè ờ nó không có sửa gì hết à lên mát xuống cấp rồi lên mát 81. Bây giờ sẽ đi lên tầng 75. Gió quá ta. Gió. Và thường ở chung cư thì cũng sẽ gió nhiều. Uniqlo à đúng rồi, biết của Nhật. Bỏ vào máy giặt vẫn không có bị hư. Không bị hư đúng không? Em cũng hay mua áo phun của Uniqlo. Ủ tai à? Đúng rồi, anh biết mỗi lần ủ tai là sao không? Bịt mũi lại xong rồi thở bằng tay. Ờ. View đẹp à? Ừ. Hai tầng nữa. Trên này á, tầng 75 của cái tòa nhà Landmark 81 á, thì mình đi ban đêm mình thấy là nó sẽ đẹp hơn là ban ngày. Ngồi tán gẫu, thưởng thức một ly nước uống, ngắm thành phố về đêm, cảm giác rất là thú vị. Đồ uống ở trên này á, thì nó cũng không rẻ đâu. Nó sẽ rơi vào khoảng 240 cho tới 290-300 luôn. Khá là mắc. Mà nó cũng không ngon lắm đâu. Đồ uống uống cho có thôi à. Quan trọng là mình ngồi mình ngắm view thôi. Xong không? Bên này đẹp hả? Bên kia em ngồi xa đi ngồi được. Nhưng mà bên kia có cái, à, có cái bàn đây này cũng được hả? Ừ, nên em hay ngồi ngồi nhìn thấy. Bây giờ mình ngồi đây tiếp, ngồi đây tiếp. Ngồi đây tiếp. Bên kia thì nhìn thành phố thôi à. Còn bên này nhìn thấy sông, thấy cầu. Xuống dưới đi ăn. Ờ đi ăn. Ok các bạn, bây giờ mình đi về. Ấy nhầm, xuống dưới đi ăn vặt xung xoan nữa.
đi vào xung quanh nó hơi đói bụng rồi. Lòng vòng rồi, giờ ăn tối thì đi bà. Mình đã xuống dưới mặt đất rồi. Kiểu gì mình ra khỏi khu này cũng đầy đồ ăn lắm mà. Hàng quán ra đường đúng không? Giống như vậy, hàng quán Việt Nam. Một là hướng này, hai là hướng kia. Ở hướng này đúng không? Ok, đây bây giờ tụi mình đi ăn. Ăn xế tối. Không sao, không sao. Đúng đúng. Bên kia có cái công viên kìa. Lúc mà đi về á, mình sẽ đi ngang qua đó để đi lên cầu Sài Gòn. Nếu mà đi lên cầu Sài Gòn. Hình như hay là hướng này mà. Đây chỗ đó nè, đây mà. À đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đó, phố Hàng Ngang kìa. Phố Hàng Ngang là bán ngan. Thịt ngan, bán về con ngan. Hàng Ngang. Rồi biết thịt ngan. Không, con ngan á. Ngay trước Hà Nội to chà bá kìa. Kho gì, kho ba, kho bạc gì đó. Đây chắc quán nhậu rồi. Dê tươi. Vô làm cái lẩu dê cũng được. Thôi, ăn không nổi đâu. Không ăn dê à, sợ dê à? Sợ dê à? Bún bò nữa kìa. Sợ chưa? Sợ bún bò chưa? Cơm lam thịt nướng nữa. Giờ cũng 11, 10, 10 giờ rồi còn gì. Cơm lam thịt nướng thì có thể ok. Cơm lam luôn cũng được. Mày gọi chim bẩn quá. Không, cơm lam no rồi tính sau. Ok, mình qua bên cơm lam ha. Nướng lại thịt nướng, cơm lam thịt nướng này. Rồi. Kem đó. Rồi. Được không? Ok không? Được. Ok. Combo 2 này là hai người hay là một người? Dạ tất cả đều là một người ăn á. Ngon không? Không. Mình có một phần cơm lam trong ống tre với lại thịt nướng. Đây là phần thịt nướng. Mốc binh à. Từ từ em cứ ăn đi. Xoài này giống từ á. Cơm lam. Cơm này hương rất. Cơm lam. Màu cam này là hương rất. Đó, chấm này hả? Muối nhẹ. Này cơm dừa. 10 ngày tập boxing không bằng một bữa ăn cơm lam. Cơm lam mà phải chấm muối mè. Ngon. Ngon đúng không? Ngon. Tại sao mình lại có hai que thịt ta? Mới gọi không. Một phần một cái này với hai que thịt. À em gọi hả? Sau đó thì em gọi thêm một cái này với lại hai cái này. À. Mấy cái đậu bắp nữa. Ngon mà, trời ơi, cái này là quá ngon. Tình hình hiện tại là gần 12 giờ khuya rồi. Bây giờ mình bước ra. Tất cả nhà đi ngủ hết trơn rồi. Vô phòng thôi. Nóng quá. Mở máy lạnh lên ngay. Và luôn. Nóng quá. Ok. Bây giờ mình chờ cho nó mát lên xíu. Thay đồ. Đi tắm phát. Dội người phát thôi chứ không có tắm. Tắm để ngày mai mình tắm. Giờ dội người đó. Mồ hôi nhiều lắm. Thế nên mình sẽ dội người một cái. Thì mình sẽ kết thúc video của mình ở đây ha. Hẹn gặp các bạn trong một video khác. Vào một ngày khác. Bye bye.